Tập 22. Đồ của Thạch Lộ Thanh chỉ còn lại từng này thôi. Ta đang định đốt hết nó đi. Mấy hôm nữa khách mới đã dọn vào ở rồi. Ta đợi các cô ở bên ngoài trước. Nhưng mà các cô đừng có ở đây lâu quá. Chiều nay ta còn có việc nữa. Đại Thẩm ơi. Tỷ, cậu đang gọi ta đấy hả? Đúng rồi, công tử khéo đùa quá. Tỷ, trông tỷ chỉ lớn hơn ta mấy tuổi thôi, gọi tỷ chẳng phải bình thường lắm sao? Đâu có, ta đã là nữ nhân hơn 40 tuổi rồi. Nhưng mà bọn họ đều nói là ta không giống, không nhìn ra đấy, đúng là không nhận ra thật. Tỷ kìa. Lúc này gọi Văn Tuấn đến đây làm gì? Hắn ta ồn ào lắm. Để mà xem đi, ít nhất cũng sẽ giảm giá cho tỷ. Thế à, đúng rồi, thế thì đa tạ công tử nhé. Công tử có khí thế như này, trông là biết quý nhân rồi. Đúng. Tỷ này, sau khi Thạch Lộ Thanh vào đây ở, có từng qua lại thân mật với ai không? Không có. Từ khi cô ấy vào nhà này ở, ta chưa từng thấy cô ấy qua lại với ai bao giờ. Thường ngày cứ một thân một mình thôi. Thế sau khi cô ấy qua đời, có gia đình họ hàng gì tới đây thăm hỏi không? Có người nhà gì đâu. Ta chả thấy có ai đến thu dọn đồ đạc cho cô ấy hết. Ta còn nghi ngờ cô ấy là trẻ mồ côi nữa mà. Thế đa tạ tỷ nhé. Thế tỷ làm gì của tỷ đi. Mồ côi, đến lúc đó có việc gì ta lại hỏi. Được, thế ta lên kia đợi đã nhé. Các cậu cứ xem thông thả đi, không phải vội nhé. Đa tạ tỷ, đa tạ tỷ, đa tạ tỷ, không có gì. Tuấn Nhi, Quỳnh đúng là được người khác thích thật đấy. Giúp được cô là được rồi. Mau tìm manh mối đi. Vội lắm đấy. Ta tìm giúp các Quỳnh. Vội vàng cái gì đâu. Các cô lại đây xem cái này. Đây là gì thế? Phòng ở của Thạch Lộ Thanh đơn giản thế này. Trông có vẻ như cô ấy không được dư giả lắm. Nhưng phẩm chất của miếng ngọc này là cực kỳ tốt. Vị trí ở giữa này trông như không phải hình thành tự nhiên. Ta xem nào. Hình như cái này là của phái Hạ. Phái Hạ ư? Nam Quốc có một gánh hát cực kỳ lớn. Chưởng môn của bọn họ mang họ Hạ. Trước đây ta từng xem mấy vở diễn rồi. Ta nghe nói chưởng môn của họ cực kỳ thương yêu đệ tử. Nói chỉ cần là đệ tử của ông ta thì mỗi người đều được tặng một miếng ngọc bội khắc chữ Hạ. Chẳng lẽ Thạch Lộ Thanh này là đệ tử phái Hạ? Đây đúng là một manh mối có ích đấy. Ở thành Cửu Tiêu không tìm được người liên quan đến cô ấy, nhưng Nam Quốc thì được mà. Đúng rồi. Đúng không? Tuấn Nhi, cô đúng là biết nhiều hiểu rộng đấy. Cô đừng khen ngợi ta nữa. Chẳng lẽ không phải ta tìm ra miếng ngọc bội này sao? Quên đi đâu đấy? Tìm manh mối. Bên ngoài này thì có manh mối gì? Mảnh sân này cũng đâu có gì khác thường đâu. Có phải Quên có phát hiện gì mới không? Không nói cho cô đâu. Hàng Điện Hạ, Quỳnh cũng giỏi giang lắm mà. Quỳnh xem, Quỳnh hiểu rõ mọi việc, thông minh hơn người. Quỳnh mau nói cho ta nghe, có phải Quỳnh có phát hiện gì mới thật không? Cũng rất giỏi ư? Giỏi nhất, Quỳnh giỏi nhất. Giỏi nhất luôn. Tránh ra. Chính là cái này. Đây không phải là một kệ hoa bình thường thôi sao? Có nhiều người thích trang trí hoa cỏ lên đó lắm mà. Thế thì có gì đâu. Đằng kia cũng có một kệ hoa giống hệt như vậy. Ý của Quynh là ở đây có hai kệ hoa giống hệt nhau. Hơn nữa hoa ở trong đó cũng khô héo cùng lúc. Điều này chứng tỏ người ở trong hai phòng này rời đi cùng một lúc. Rất có thể hai người bọn họ sẽ có liên quan gì đó với nhau. Ta lên đó xem thử. Thế ta đi hỏi đại thẩm chủ nhà. Không đúng, là tỷ. Ta thấy người này mồm mép lanh lợi, không được câu nào là thật. Rõ ràng là Quynh có định kiến. Tuấn Nhi lanh lợi đáng yêu lắm mà. Sao hả? Thế cô thích hắn ta hả? Ta đâu có. Quynh đừng có nói dớ dẫn.
Từ thích này không thể dùng bừa bãi đâu. Thế cô không thích hắn ta à? Cũng không phải. Tóm lại không phải thích kiểu tình cảm nam nữ, là thích kiểu bạn bè với nhau thôi. Tỷ tỷ, căn phòng kia là căn ta mới nói với tỷ đấy. Phòng đó hả? Phòng đó cũng là của ta, để trống nửa năm rồi. Nửa năm trước thì khách thuê là một nam tử trẻ tuổi. Đúng rồi, là người kỳ đấy. Là người kỳ à? Nhưng ta không phát hiện Thạch Lộ Thanh có quay lại với hắn. Người đó tên gì? Có giấy tờ thông hành ở chỗ tỷ không? Thuê qua môi giới thôi, ta không nhớ rõ tên nữa. Thời gian trước quan hệ càng kỳ không căng thẳng như vậy. Giả lại quan phủ cũng không nói phải thế chấp giấy tờ thông hành mới được thuê nhà mà. Thế người kỳ đó có đặc điểm gì không? Hình như là cao lớn lắm. À đúng rồi, sau khi hắn đi, lúc ta thu dọn phòng ốc thì phát hiện một chiếc vòng tay cực kỳ lạ. Đợi nhé, ta đi lấy cho các cô. Vòng tay là cái này đây. Sao giống hệt chiếc trên tay cậu thế? Có phải là hai người quen nhau không? Khắc Vân Sát nói với ta là Quỳnh ấy làm mất vòng tay rồi. Chẳng phải Quỳnh ấy cũng nói từng có một bạn đời càng tộc ư? Hơn nữa còn đã rời xa Quỳnh ấy. Khắc Vân Sát, ông chủ Trần, ông chủ Trần gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Chắc bây giờ ông ta đang ở Tây Sơn Đường. Đi. Thế ta thì sao? Cáo từ tỷ tỷ. Công tử đi thông thả. Cho hỏi, ông chủ Trần của mọi người đâu rồi? Hình như ta vừa mới nhìn thấy mà. Có thấy ông chủ Trần không? Hình như ông ấy ra ngoài rồi. Ông ấy ra ngoài rồi ư? Quỳnh chắc chắn ông ấy ra. Không đúng, người ở trong kia. Ông chủ Trần của các cô ở đâu? Trong phòng đạo cụ hậu đài. Vừa mới dọn hôm qua xong, sao lại nhiều bụi thế chứ? Bột minh hỏa. Làm sao? Khi bột minh hỏa gặp lửa sẽ nổ. Chẳng lẽ? Ta đi xem thử. Đợi đã, ta đi. Cô đứng yên đây. Hạng Tranh, Quỳnh. Phòng này còn tệ hơn nữa. Là tên khốn kiếp nào giở trò thế này? Thúy Nhi ơi, Tiểu Thúy, dọn dẹp sạch sẽ phòng này cho ta. Mau dập lửa đi, nhanh lên. Hạng Tranh, Hạng Tranh, Hạng Tranh. Hạng Tranh, Hạng. Tôi thường vậy, ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta mau đi thôi. Ta không đi được. Cô mau đến đốc cai vệ báo án, bảo họ đến cứu người. Nhanh lên. Hạng Tranh, Hạng Tranh, Hạng Tranh, Hạng Tranh, Quỳnh ở đâu?
Hàn Tranh, Quỳnh mau ra đây đi. Hàn Tranh, Quỳnh ở đâu chứ? Hàn Tranh, Quỳnh đừng dọa ta. Hàn Tranh, Hàn Tranh, Hàn Tranh, Hàn Tranh, Hàn Tranh, Quỳnh mau ra đây đi có được không? Quỳnh đừng dọa ta. Hàn Tranh, rốt cuộc Quỳnh đang ở đâu? Hàn Tranh, đây là y phục của Hàn Tranh. Lẽ nào Quỳnh ấy đã... Không thể nào. Kỳ tộc bọn họ lợi hại lắm cơ mà, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Hàn Tranh, Quỳnh ra đây cho ta. Quỳnh mau ra đây. Quỳnh hãy nói với ta là Quỳnh không sao, Quỳnh nghe thấy không? Hàn Tranh, đồ ngốc, cô đang tìm gì vậy? Hàn Tranh, ông chủ Trần, ông chủ Trần, đi thôi. Ông chủ Trần, Hàn Tranh, Hàn Tranh, Quỳnh làm ta sợ chết đi được. Ta còn tưởng là Quỳnh đã chết rồi. Quỳnh làm ta sợ chết đi được. Đồ ngốc, chẳng phải là ta không sao hay sao? Cô khóc gì chứ? Sao lúc thì Quỳnh gọi ta là đồ khờ khạo, lúc thì gọi ta là đồ ngốc nghếch vậy? Đã là lúc nào rồi, sao Quỳnh vẫn đáng ghét thế? Đừng khóc nữa. Hóa ra cô cũng quan tâm đến ta đấy chứ. Ta quan tâm đến Quỳnh. Mẹ, vậy thế nào mới được tính là thích một người? Khi con thích một người thì tự khắc con sẽ biết thôi. Bây giờ mẹ nói cho con nghe đi. Khi con thích một người thì người đó sẽ trở thành người mà con quan tâm nhớ nhung nhất. Con sẽ suốt ngày muốn được gặp người đó, muốn gần gũi với người đó. Chỉ cần nghĩ đến người đó là con sẽ bất giác vui vẻ, muốn chia sẻ với người đó tất cả những chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì sự tồn tại của người đó mà cuộc sống nhàm chán trước đây dường như đã trở nên thú vị hơn nhiều. Con sẽ để ý đến từng cảm xúc nhỏ của người đó, sẽ hưởng thụ khi người đó đối tốt với con, và còn muốn đối tốt với người đó hơn nữa. Sẽ sợ mất đi người đó, bởi vì thích một người thì sẽ không thể quen với cuộc sống không có người đó được nữa. Hóa ra thích một người là cảm giác như vậy. Được rồi, đừng khóc nữa, ta cũng đâu có bị thương. Nếu như cô đau lòng thì ta cũng sẽ buồn đấy. Cô không sao chứ? Không sao. Không phải. Có đau không? Không đau. Không đau. Tay kia thì sao? Cũng không đau. Sao lại thành ra thế này? Sau này Quỳnh không được bỏ ta lại một mình rồi tự đi làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cô đã nghe rõ chưa? Không phải, cô bỏ ra đã. Nếu vừa nãy ta đưa cô đi theo thì lúc phát nổ ta sẽ không thể lo cho ông chủ Trần kia được. Ta chỉ nghĩ cách cứu cô được thôi. Lần sau nếu còn gặp chuyện như vậy thì cô tránh xa ra cho ta, đừng làm cục nợ nữa, nghe rõ chưa? Đau quá. Được rồi, ta
Ta biết rồi, mau lên mau lên mau lên, lục soát đi xem có ai thiệt mạng không. Dân dân vương gia, vương 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 gia đầu, con nghĩa phụ, lại đây lại đây lại đây, đi thôi, lại đây lại đây. Nghĩa phụ, có chuyện gì vậy? Sao lại chạy đến phòng đạo cụ thế? Sao rồi, có bị thương ở đâu không? Con không sao, chỉ bị thương ở tay một chút thôi. Ông chủ Trần đâu rồi? Bạn lớn lắm, đang la hét bắt bọn ta đưa đến y quán. Nghĩa phụ, hôm nay ngoài ông chủ Trần ra, không người nào ở Tây Sương Đường được rời đi cả. Nhà đầu yên tâm đi, Tây Sương Đường này đã bị người của chúng ta bao vây rồi. Mỗi một người ở đây đều là nghi phạm. Chuyện gì vậy? Sao phòng đạo cụ lại phát nổ thế? Hồ gia, lệnh cho tất cả mọi người ở Tây Sương Đường ra tập hợp ở sân trước đi. Được, đi thôi. Ngươi chỉ biết có vậy thôi sao? Đúng, chỉ có vậy thôi. Đứng yên ở đây. Được. Người tiếp theo, Thạch Lộ Thanh là người yêu của Khắc Vân Sát. Vì vụ nổ này liệu có phải do Khắc Vân Sát gây ra không? Điện hạ, suýt nữa thì ta lại mất ngài rồi. Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây rồi còn gì. Tránh ra. May mà hai người không sao. Rốt cuộc chuyện này có phải do huynh gây ra không? Ta làm gì cơ? Bọn ta đã biết chuyện của huynh và Thạch Lộ Thanh rồi. Vậy nên huynh nghĩ vụ nổ này là do ta gây ra sao? Ta bất chấp tính mạng của huynh để báo thù ông chủ Trần sao? Được, ta tin huynh. Nhưng huynh phải nói cho ta biết rốt cuộc huynh còn giấu ta chuyện gì. Rồi ta sẽ nói cho huynh biết. Chuyện này có lẽ ta biết đúng là vụ nổ không phải do Khắc Vân Sát gây ra. Lão Hồ, tất cả người ở Tây Sương Đường đều ở đây rồi đúng không? Đều ở đây cả rồi. Ông chủ Trần thì không. Không đúng. Con nhớ là còn có một cụ già còng lưng, hình như còn là người câm. Sao mấy không có ở đây? Cô đang nói đến lão Trương quản lý đạo cụ đúng không? Vừa nãy ta thấy ông ta. Vừa nãy ta thấy ông ta ở đây mà. Sao lại không thấy đâu nữa? Ông ta không biến mất. Ông ta chỉ ngụy trang một cách hoàn hảo thôi. Vụ nổ là do ông gây ra, đúng không? Lão Trương. Ông ta sao? Lão Trương, sao có thể chứ? Nhưng mà hình như đúng là ta chưa từng gặp người này. Ông ta là người của Tây Sương Đường sao? Chưa gặp bao giờ. Huynh không nói thì ta cũng không để ý. Một người lạ mặt sao lại mặc trang phục biểu diễn của Tây Sương Đường chứ? Bởi vì ông ta phải dùng trang phục biểu diễn rộng để che đi y phục của lão Trương. Không sai, chính là ông ta. Tiểu cô nương, sao cô lại nhận ra ta? Vừa nãy lúc đi vào sân, ta phát hiện ra trên người lão Trương dính rất nhiều bột. Rất có thể thứ này đã dính lên khi ông ta chuẩn bị thuốc nổ. Lúc bọn ta hỏi ông chủ Trần đang ở đâu thì ông ta lại nói với bọn ta là ở ngoài rạp hát. Như vậy rõ ràng là muốn dụ ta và Hàn Tranh đi chỗ khác. Có điều tất cả những chuyện này không đủ để chứng minh vụ nổ là do lão Trương gây ra. Cho đến khi ta phát hiện lão Trương biến mất, mà ta lại phát hiện ra một gương mặt lạ ở giữa đám người. Người đó chính là ông. Tại hạ là chủ phái kịch Hạ gia ở Nam Quốc, Hạ Như Tần. Thạch Lộ Thanh là con gái của ta. Vậy làm phiền Hạ tiên sinh theo bọn ta về đốc trai vậy.
cả Khắc Vân Sát nữa. Bọn ta cũng cần Huynh phối hợp để điều tra. Mời. Bên này. Hạ Dư Tần, khai hết rồi đi. Ngoài vụ nổ, ông còn chuyện gì chưa khai ra nữa không? Giở trò với bọn ta phải không? Ông đừng tưởng ông không nói chuyện thì bọn ta phải bó tay. Ngươi còn muốn ta nhận tội gì nữa? Ta nhận hết là được chứ gì. Ta bảo ông, cô, Hạ tiên sinh, uống chén trà trước đã. Hạ tiên sinh, tuy bây giờ ông ở Đốc Trai Vệ, nhưng nếu được thì ta mong là ông đừng coi cuộc đối thoại giữa chúng ta là một cuộc thẩm vấn, mà hãy coi như là một lần tâm sự đi. Ta biết là Thạch Lộ Thanh đã trải qua nhiều chuyện bất công, vậy nên mới khiến ông từng bước đi đến ngày hôm nay. Chắc là ông cũng có rất nhiều chuyện muốn kể đúng không? Vị cô nương này, trong cô chắc cũng tầm tuổi Thanh Nhi nhà ta. Cô nương tầm tuổi nó vẫn đang được tiếp tục sống cuộc sống của mình, trải qua tất cả đắng cay mặn ngọt đời người. Nhưng Thanh Nhi của ta lại phải ôm nỗi tuyệt vọng rời khỏi thế gian này quá sớm, thì ta càng căm hận những kẻ ác độc đã hủy hoại cuộc đời của Thanh Nhi. Vì vậy, ông muốn báo thù cho Thạch Lộ Thanh nên mới đóng giả làm lão Trương quản lý đạo cụ, làm việc ở Tây Sương Đường, âm thầm điều tra ngọn nguồn của sự việc ư? Thạch Lộ Thanh, một cái tên mà đến tận bây giờ ta vẫn chưa quen được. Đây là cái tên con bé đổi sau khi rời khỏi nhà. Con gái ta tên thật là Hạ Thanh, là trưởng nữ đời thứ tư của phái Hạ ở Nam Quốc. Cả Hạ gia ta đều kỳ vọng rất nhiều vào con bé. Còn Thanh Nhi cũng rất cố gắng, không có vai nào là con bé không diễn được. Ta cũng luôn tự hào về con bé, nhưng con bé lại thích một người kỳ. Ông đang nói đến Khắc Vân Sát sao? Hạ gia ta cũng vì nó mà không ngẩng đầu lên nổi. Thậm chí ta đã dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Vậy mà con bé lại bỏ nhà ra đi. Nhưng mà Hạ tiên sinh, ông có từng nghĩ không, tình yêu giữa người càng và người kỳ trước nay không nhận được sự chấp thuận của mọi người, nhưng mà cô ấy vẫn thà chống lại tất cả để ở bên Khắc Vân Sát. Điều này chứng tỏ rằng cô ấy đã suy nghĩ kỹ và cũng có thể gánh vác tất cả mọi hậu quả. Ông ép cô ấy như vậy chỉ khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt thôi. Có lẽ là vậy. Đến bây giờ ta cũng vô cùng hối hận. Nửa năm trước, ta nghe nói thành Cửu Tiêu có một đào kép đông thế nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cách hát là của phái Hạ ở Nam Quốc bọn ta. Vậy nên ta đã gác lại mọi công việc đi đến thành Cửu Tiêu. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Thanh Nhi của ta lại đứng trên tường thành gieo mình xuống dưới. Ta còn không được nhìn mặt con bé lần cuối.
Ta mang nỗi đau mất con đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng những gì ta hỏi được lại là thanh danh của thanh nhi không trong sạch, qua lại với nhiều đàn ông. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Nó là con gái của ta, ta hiểu con bé nhất. Thanh Nhi là một đứa trẻ ngoan, trong sạch ngay thẳng và chung thủy. Chắc chắn là trong chuyện này có quẩn khúc, nhưng ta lại không còn cách nào khác. Ta chỉ đành đóng giả thành lão Trương, ẩn náu trong Tây Sương Đường, thăm dò nguyên nhân cái chết thực sự của Thanh Nhi. Từ chuyện rạp hát có ma ban đầu đến chuyện Nhậm Phong Dương bị giết, đều là do ông làm ra sao? Ta đã suy nghĩ rất lâu, làm thế nào mới có thể khiến kẻ hại chết Thanh Nhi tự lộ ra sơ hở. Vậy nên ta đã nghĩ ra cách cho hồn của Thanh Nhi hiện về để thăm dò phản ứng của mọi người. Mà người phản ứng dữ dội nhất chính là tỳ nữ Tiểu Mai của Nhậm Phong Dương. Thạch tỷ tỷ, là ta có lỗi với tỷ. Nếu hôm đó ta quỷ hẹn với tỷ thì có lẽ tỷ đã không bị như vậy. Khi còn sống tỷ và ta thân nhau nhất, tỷ đừng hận ta. Ai đó? Quá ra là ông. Ta không sao, ta chỉ sợ quá thôi. Ông nói xem, nếu như ngày nào ta cũng đốt tiền giấy cho Thạch tỷ tỷ, thì liệu có thể giúp tỷ ấy có cuộc sống tốt hơn ở dưới âm phủ không? Mỗi khi ta nghe người khác nói Thạch tỷ tỷ không đoan trang đứng đắn, tự làm tự chịu, ta đều thấy rất buồn. Bởi vì ta không hề tin tỷ ấy là người như vậy. Tỷ ấy không thể nào chủ động quyến rũ Nhậm tiên sinh được. Đêm hôm đó chắc chắn là Nhậm tiên sinh đã cưỡng ép tỷ ấy. Tối hôm đó, cuối cùng ta cũng biết được chân tướng của sự việc. Vì sao con gái bảo bối của ta lại gieo mình từ trên tường thành xuống? Bởi vì con bé đã bị một tên súc sinh làm nhục, dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để có được con bé, lại còn sỉ nhục con bé. Người như vậy không đáng chết hay sao? Ngày diễn tập vở Tiên Trong Tranh, ta đã bỏ thuốc vào trong canh lê của Nhậm Phong Dương, khiến hắn đột ngột mất tiếng, chân tay rụng rời. Tiếng hát của Thanh Nhi mà hắn nghe thấy thực ra là do ta bắt chước. Nếu hắn không làm chuyện tội lỗi thì sao lại sợ tiếng hát của Thanh Nhi đến mức ngã từ trên lầu cao xuống dưới đất? Vậy ông chủ Trần thì sao? Sao ông biết được ông ta cũng từng làm nhục Thạch Lộ Thanh? Giống dĩ ta tưởng rằng giết Nhậm Phong Dương là đã báo thù cho Thanh Nhi nhà ta rồi. Nhưng nào ngờ Tiểu Mai đột nhiên lại chết, lại là do một tên thương buôn gấm lụa không hề liên quan, tên là Châu Quảng Lâm gây ra. Ta nghĩ chắc chắn là có liên quan đến cái chết của Thanh Nhi. Đốc trai vậy, các người có thể coi trời bằng dung hay sao? Bọn ta không nói là sẽ bắt ông, chỉ là muốn mời ông về hỏi vài câu. Đừng có phản ứng thái quá như thế. Phối hợp đi, bọn ta cũng không cần phải ra tay. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi chuyện gì? Hỏi ở đây không được à? Vậy để ta hỏi. Có phải ông và Châu Quảng Lâm đã cùng làm nhục Thạch Lộ Thanh hay không? Sao lại có chuyện như vậy? Người nói linh tinh. Hôm trước chính mắt ta nhìn thấy ông chủ Trần muốn Thạch Lộ Thanh làm vợ bé con ta. Thạch Lộ Thanh đã dứt khoát từ chối. Cuối cùng ta cũng tìm ra chân tướng của sự việc. Ta đã biết được Thanh Nhi đã ôm nỗi oan khuất và tuyệt vọng như thế nào mà nhảy từ trên tường thành xuống. Châu Quảng Lâm hại chết Tiểu Mai, theo luật pháp của Đại Càn hắn khó mà thoát chết.
Nhưng ông chủ Trần thì sao? Để hắn ta ung dung hoàn toàn pháp luật, ta không cam tâm. Sao ta có thể cam tâm được? Vậy nên tất cả mọi chuyện đều do một mình ông làm ra ư? Không thì sao? Khắc Vân Sát, ông cũng biết huynh ấy đang ở thành Cửu Tiêu đúng không? Ý của cô là ta thông đồng với một người kỳ sao? Chuyện này từ ban đầu ta đã không muốn người kỳ đó và Thanh Nhi ở bên nhau. Lúc đầu nếu không tại hắn dụ dỗ Thanh Nhi nhà ta, xúi dụ con bé bỏ nhà ra đi, thì sao Thanh Nhi nhà ta lại rơi vào kết cục như vậy? Con gái của ta, thù của nó để ta báo, ta không cần người kỳ giúp đỡ. Vậy nên sau khi Thạch Lộ Thanh chết, huynh vẫn ở lại thành Cửu Tiêu là vì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy hay sao? Huynh có hiểu được cảm giác đó không? Giống như bọn ta sống đương tự vào nhau, sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bỗng dưng có một ngày, cả ngày cô ấy đều sầu não không nói gì, cứ khóc suốt. Ta ở ngay bên cạnh nhưng chẳng biết phải làm sao, vì ta phát hiện ra mỗi lần ta gặn hỏi thì sẽ tăng thêm sự đau khổ và bi thương của cô ấy. Xem chừng là cô ấy sợ ngươi biết sự thật xong sẽ là một vài việc kích động. Giống ta cứ nghĩ bên cô ấy như vậy, có thể lâu dần sẽ tốt lên thôi. Nhưng bỗng có một ngày, cô ấy nói với ta là muốn ăn sủi cảo đường. Sau khi về, ta chỉ thấy thư tuyệt bút của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy muốn được giải thoát, mong ta tha thứ cho cô ấy. Vậy nên huynh không về cùng tham gia vào âm mưu của cha Thạch Lộ Thanh sao? Sau đó ta thường xuyên vào Tây Sương Đường với danh nghĩa là làm việc. Thực ra mục đích của ta là muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Thanh Nhi. Nhưng ai ngờ có người tạo giả tượng như Thanh Nhi hoàng hồn, còn giết Nhậm Phong Dương. Sau đó ta luôn đi theo các huynh, cho tới khi ngày càng gần với chân tướng sự việc, ta mới biết hóa ra là cha của Thanh Nhi. Nói thế có lẽ các huynh không tin, nhưng không sao, Thanh Nhi không còn nữa, ta làm sao cũng không quan trọng. Khắc Vân Sát, ta tin huynh. Khắc Vân Sát, ta cũng tin ngươi. Ta đem lời khai cho Nghiêm tổng sứ xem đã. Có cần ta ở đây với huynh không? Không cần đâu, ta muốn ở một mình. Tiếc là cuối cùng chỉ còn sót lại ông chủ Trần mà lại bị các người cứu. Rốt cuộc các người đang bảo vệ công bằng hay là dung túng cho cái ác? Bọn ta đảm bảo với ông, bọn ta chắc chắn sẽ cố hết sức để tìm ra tội của ông chủ Trần, để ông ta chịu phạt trước pháp luật ngay. Một tội cưỡng ép thì phạt được mấy năm? Có đổi lại được mạng của Thanh Nhi của ta không? Cái ta cần là hắn chết. Cái ta cần là hắn chết. Hạ tiên sinh, ta hiểu nỗi đau khổ của ông, nhưng ông đừng kích động. Ông nghĩ đi, dù ông giết chết ông chủ Trần thì sao nào? Vẫn phải hy sinh tính mạng của mình một cách vô ích. Ta biết có lẽ trên đời này không có hồn ma gì hết, không có miệng cực lạc gì cả. Trả thù giống không phải là để người chết được yên lòng, mà là để người còn sống được an ủi phần nào trong lòng. Bây giờ ước mong duy nhất của ta là khiến hắn phải chết.
Trần Bá Lương không chết thì lão trời bất công, trời xanh bất nghĩa. Hạ Dư Tần ta chết không nhắm mắt. Hạ Dư Tần ta chết không nhắm mắt. Ngươi xem chỗ này đi, có phải còn một số chuyện không? Hình như chỗ này có ghi chép. Ngươi xem, ngươi xem. Vụ án này chắc chắn có liên quan với thứ kia. Hàng Điện Hạ, Hàng Điện Hạ, Hàng Tranh, tại sao vẫn chưa thể thả Khắc Vân Sát ra? Bây giờ huynh ấy vừa biết chuyện ông chủ Trần làm với Thạch Lộ Thanh, ta sợ huynh ấy kích động rồi đi trả thù ông chủ Trần lần nữa. Vậy nên cô định cứ nhốt Khắc Vân Sát vậy sao? Đương nhiên là không phải. Ông chủ Trần cũng bị dọa sợ mất mặt rồi. Lúc nãy ông ta còn nói muốn ra khỏi thành trốn vài ngày. Với quy trình xử án của đốc tra vệ thì dù là nghi phạm không có chứng cứ cũng phải giam giữ 12 canh giờ. Vậy nên đợi mãi ông chủ Trần đi xa thì chúng ta sẽ thả quỳnh ấy ra. Đây là luật pháp của nước Càn các cô à. Người tài giam gian ác như ông chủ Trần mà không bị trừng phạt, rõ ràng Khắc Vân Sát không làm gì cả mà lại bị nhốt lại như nghi phạm. Ta cũng muốn bảo vệ quỳnh ấy thôi. Những chuyện mà ông chủ Trần làm thì nhất định ta sẽ tìm ra bằng chứng để bắt ông ta chịu tội trước pháp luật. Nhưng trước đó chắc chắn ta phải đề phòng Khắc Vân Sát làm những sốc nổi, tránh hại bản thân huynh ấy. Còn nữa, dù gì bây giờ vẫn chưa điều tra rõ mọi việc. Lỡ mà, ta nói lỡ nhé, lỡ Khắc Vân Sát và Hạ Dư Tần phối hợp với nhau thì sao? Hạ Dư Tần cố tình nhận hết mọi việc là để Khắc Vân Sát đi giết ông chủ Trần. Dường như điều này cũng không phải không có lý. Hơn nữa huynh ấy yêu Thạch Lộ Thanh như thế, vậy nên cô vẫn còn nghi ngờ Khắc Vân Sát ư? Lúc nãy ta nói rồi mà, lỡ như huynh nghe không hiểu tiếng người à? Huynh hung dữ thế làm gì? Cô suốt ngày nói rằng phá án cần chứng cứ, nhưng giờ thì sao? Cô không hề có bằng chứng chứng minh Khắc Vân Sát có liên quan gì đến vụ án. Nhưng mà cô vẫn nghi ngờ huynh ấy. Rốt cuộc là gì? Huynh ấy là người yêu của Thạch Lộ Thanh hay là gì huynh ấy là người kỳ? Huynh lại bắt đầu rồi đó. Cứ hở ra một cái lại là gợi chuyện hai tộc càng kỳ. Đúng thế. Hơn nữa ta nói cho cô biết, nếu huynh ấy muốn giết ông chủ Trần thì tối qua đã có thể ra tay, không cần phải chờ tới hôm nay. Nếu người kỳ bọn ta muốn giết một người càng thì đơn giản lắm, không cần phải tốn nhiều công sức. Ta không nói chuyện với huynh nữa. Tô Cửu Nhi, Cửu Nhi, sao thế? Sao ta lại hung dữ với cô ấy nữa vậy? Không thể được kích động thế sao? Làm gì thế? Làm gì thế này? Là cãi nhau với Cửu Nhi à? Có chuyện gì không thể nói tử tế với nhau sao? Cãi gì cơ chứ? Cãi nhau xong nó buồn, ta thấy người cũng chẳng thoải mái gì. Ta rất thoải mái. Được rồi, Hàng tiểu tử, ngươi cứ suốt ngày so đo với Cửu Nhi nhà ta làm gì? Ngươi nhường nó chút là được mà. Dỗ nó một lần đi, chuyện này coi như là qua. Ơ kìa, sao ta phải dỗ cô ấy? Lẽ nào đàn ông sinh ra là phải dỗ phụ nữ ư? Cũng tức giận ghê ấy nhỉ. Ngươi nói cũng có một chút lý lẽ. Tại sao, đúng không? Tại sao chúng ta làm đàn ông lại cứ phải nhường phụ nữ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử bình thường thì không nói. Nếu là cô gái ngươi thích mà ngươi không yêu chiều thì sẽ có người khác yêu chiều đó. Ai? Không, cô gái mình thích gì chứ? Không hiểu. Giả vờ, giả vờ tiếp đi. Hàng tiểu tử này, chuyện ngươi thích Cửu Nhi, ta nói cho ngươi nghe, trời biết, đất biết, ta biết, mọi người đều biết. Chỉ có con gái ngốc của ta là không biết thôi. Hơn nữa ta nói ngươi nghe nhé, trong lòng Cửu Nhi có ngươi đấy, đây là chuyện quan trọng nhất. Con bé nhà ta không thông minh lắm trong vấn đề tình cảm, nó còn chưa phản ứng kịp. Có cần lão ca ca đây mở mang đầu óc cho nó giúp ngươi không? Nhưng thế thì có ích gì đâu. Mọi người đều bảo hai bọn ta không thể ở bên nhau. Một người càng, một người kỳ, không có kết quả gì đâu. Nói linh tinh. Người càng, người kỳ, thân phận, địa vị gì đó đều không quan trọng. Trên đời này
Ngươi thích nó thích ngươi, là chuyện quan trọng nhất, đáng quý nhất. Nói tiếp đi. Trên đời này luôn là ngươi thích người ta, còn người ta không thích ngươi. Ngươi có tình cảm với người ta, nhưng người ta thì không. Hai người mà cũng thích nhau thì là duyên phận lớn lắm đấy. Hàng tiểu tử, ngươi đừng có làm giá nữa. Chưa biết chừng ngươi uống nước bị sặc chết. Chưa biết chừng lão hồ đây sống lâu hơn ngươi. Ta lấy ví dụ thôi. Tức là ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không hề biết. Chúng ta phải quan tâm tới hôm nay, phải trân trọng thứ ở trước mắt. Rót trà cho ca ca đi. Nào Hồ Gia, mời. Ngoan ngoan.